Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội bàn giao chủ quản dự án thành phần 1.2 giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km, đi qua 4 huyện: Văn Giang dài 10,2 km, Khói Châu dài 0,57 km, Yên Mỹ dài 2,5 km, Văn Lâm dài 6,6 km. Tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội 5.245 tỷ đồng, bao gồm dự án thành phần 1.2, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư 3.740 tỷ đồng, dự án thành phần 2.2, thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành, tổng mức đầu tư 1.505 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách trung ương, kinh phí xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên từ ngân sách tỉnh Hưng Yên. Tình hình thực hiện dự án tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2024 cụ thể như sau. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên đã được khởi công từ tháng 11 năm 2023. Nhà thầu Lizen đã huy động được 32 kỹ sư, 176 công nhân, lái máy, thiết bị đã huy động bao gồm 17 máy đào, 13 máy ủi, 18 lu rung, 1 dây chuyền khoan cọc nhồi, 1 máy cắm bấc thấm, 1 dây chuyền thi công giếng cát, 1 dây chuyền thi công cọc xi măng đất để tổ chức thi công. Trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 8 mũi thi công. Về mặt bằng thi công, chiều dài tuyến đã được bàn giao mặt bằng thi công 25,78 trên 33,65 km, chiều dài tuyến chưa được bàn giao mặt bằng 7,91 trên 33,65 km. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đã đạt được. Đào nền các loại 25,78 trên 25,78 km đạt 100%, công tác trải vải địa kỹ thuật 14,05 trên 23,95 km đạt 58,66%, đắp cát nền 19,52 trên 33,65 km đạt 58,01%, xử lý nền đất yếu bằng các bức thấm, giếng cát, đào thay đất, trụ đất, gia cố xi măng 7,82 trên 9,576 km đạt 81,66%, đắp gia tải nền đường 2,82 trên 5,3 km, cọc khoan nhồi 85 trên 162 cọc đạt 52,46%, đúc dầm cầu 20 trên 24 dầm đạt 83,33%, trên tuyến đã triển khai công 1 vị trí cầu, 24 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, 20 vị trí cống hộp đúc sẵn, đúc cấu kiện, đúc sẵn cống hộp lắp ghép. Dự án thành phần 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật đã di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ đã bàn giao mặt bằng 28 trên 33 vị trí chân cột để nhà thầu tổ chức thi công. Nhà thầu tổ chức thi công móng cột đạt 14 trên 33 vị trí. Dự kiến thời gian nhanh nhất để hoàn thành công tác di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV là đến tháng 1 năm 2025, 6 tháng thi công liên tục. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp. Đối với diện tích đất ở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hiện tại đang tổ chức lập và công khai phương án bồi thường hỗ trợ, đang xây dựng phương án tái định cư. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 202,9 trên 225,9 ha, đạt 90%. Công tác di chuyển mộ mả đã di chuyển được 4.176 trên 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%. Trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đối với 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Khánh Hòa, có tổng nhu cầu vật liệu đá cho dự án cần gần 20 triệu mét khối. Khối lượng trên đang được lấy từ 90 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng hơn 186 triệu mét khối. Tổng công suất khai thác hiện nay khoảng gần 11,5 triệu mét khối trên năm, khả năng cung ứng của các mỏ đáp ứng yêu cầu. Về vật liệu cát, theo tính toán nhu cầu cần cho dự án cần khoảng gần 10 triệu mét khối.
Tính đến cuối tháng 9 năm 2024, các địa phương đã hoàn thành cấp bản, xác nhận khối lượng 19 trên 19 mỏ, các nhà thầu đang khai thác 19 trên 19 mỏ với tổng trữ lượng hơn 6 triệu mét khối, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Riêng vật liệu đất, nhu cầu phục vụ thi công các dự án khoảng 50 triệu mét khối, trong đó 2,7 triệu mét khối lấy từ 21 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng hơn 10 triệu mét khối, tổng công suất khai thác khoảng hơn 3 triệu mét khối trên năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Giao thông Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền, đánh giá kết quả việc sử dụng cát biển để đắp nền là khả thi, tuy nhiên cần thí điểm mở rộng với quy mô lớn hơn để tiếp tục nghiên cứu đánh giá. Theo thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc, trong đó về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 10 tháng 10 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Thẩm định Nhà nước kịp thời tiếp thu, giải trình ý kiến. Hội đồng Thẩm định Nhà nước hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10 năm 2024, yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 10 năm 2024 phải có tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban, Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải, trực tiếp chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, trình Quốc hội đúng tiến độ chất lượng. Tại hội nghị giao ban công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải vào sáng ngày 11 tháng 10, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong 9 tháng của năm nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Bộ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Với tổng số vốn 71.288 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao, tính đến hết tháng 9 vừa qua, Bộ đã giải ngân 43.188 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Theo báo cáo trước đó của Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, giá trị giải ngân 9 tháng năm 2024 tập trung chủ yếu ở các dự án cao tốc Bắc Nam, với giá trị gần 24.300 tỷ đồng, chiếm 56% giá trị giải ngân của cả Bộ Giao thông Vận tải. Các dự án ODA giải ngân 2.623 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Các dự án trong nước khác giải ngân gần 13.000 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch. Tại hội nghị, theo báo cáo của Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mặt khác, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nguồn vật liệu cho các dự án đã được các địa phương tích cực triển khai. Mỏ cát biển tại tỉnh Sóc Trăng được khai thác vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, bổ sung thêm nguồn vật liệu cho các dự án khu vực phía Nam. Lãnh đạo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng thông tin thêm, hiện đa số các dự án triển khai thi công đáp ứng tiến độ đề ra, nhiều dự án đã rà soát và đăng ký rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Cụ thể, trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang triển khai, có 6 dự án thành phần phấn đấu hoàn thành 30 tháng 4 năm 2025 gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Vạn Ninh Cam Lộ, Vân Phong, Nha Trang. Có 3 dự án thành phần phấn đấu hoàn thành ngày 30 tháng 9 năm 2025 gồm Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong. Riêng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn có công trình hầm dài 3,2 km tiến độ hoàn thành năm 2026. Song nhà thầu là tập đoàn Đèo Cả cũng đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để hoàn thành trong năm 2025.